giờ mình lấy tô. Wow. Múc cơm ăn cơm. Cho chén ăn có đã. Múc cơm một lần thôi. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đi làm mới về trên núi mọi người. Thì cũng mới tắm rửa xong xuôi, mặc quần tắm cho nó mát mẻ sạch sẽ thế thôi. Thì mình, bây giờ lâu quá không có kênh thì bây giờ mình tranh thủ mình làm một cái video cho mọi người xem. Mình mới về nè, chưa ăn cơm luôn, mới tắm xong luôn. Đây, canh này, canh mẹ mình làm cho mình ăn nè. Ăn miếng hả? Thèm không ăn miếng nữa. Mời mọi người ăn nha, ăn dụng mọi người, ăn dụng. Ngon mọi người nha. Còn một món nữa nè. Để mình giảm lửa nhỏ lại. Bà biết món gì không? Nó là món thịt gà ram. Mình trộn đều ra. Món này là món mình nấu nha mọi người. Mình mới nấu xong nha mọi người. Mình mới xả thôi chứ mẹ mình nấu mọi người. Mình mới tắm xong mình mới về tới ôm nè. Bây giờ là 7 giờ mấy rồi. Chạy từ đó qua tới về nhà là như là 40 phút. 4 mấy cây luôn mọi người, xa lắm. Nên mình làm biến về hôm nay tại mẹ mình đi về mới về. Trời không mưa mình mới về, không là mình không về đâu. Năm sáu bữa mới về một lần. Đó. Chờ chín rồi mình ăn rồi nha. Bây giờ mình ăn thử miếng coi chín chưa nha. Rồi mình ăn múc cơm mình ăn cho nó bụng quá rồi. Bụng nó kêu cồn cào luôn rồi. Mời mọi người nè. Lâu quá. Ngon quá mà. Mẹ mình nói đừng ăn gan của tao nha. Mẹ mình nói mẹ mình tham lam lắm. Mình có ăn gan đâu. Mẹ ăn á. Cá sạch lắm. Mẹ biết chín với người này bỏ tủ đông nè. Bỏ gan. Ăn thử miếng thịt dày dày xíu anh. Mỏng quá sợ. Chính xác. Mọi người ăn nha. Giờ mình lấy tô, múc cơm ăn cơm. Cho chén ăn có đã. Múc cơm một lần thôi. Khói quay tới nhá, quay tròn nhá. Mẹ mình mọi người ơi, ăn dùm mình đó. Cơm này ngon quá. Chắc cơm này ăn đồ ăn đâu. Biết nhà Caraman có cơm biết nữa. Này, nhà bà chị có cơm nhất đi xin cơm quá. Múc miếng thịt vô này, cơm này, cơm mọi người. Múc thịt vô nè, cha. Ngon quá đi. Cha. Cha. Mời mọi người ăn cơm nha. Ngon lắm.
Mẹ mình làm số 1 mà. Mình có quay cho mọi người xem đó. Đó, ngon đó. Nóng lắm nha mọi người. Nóng thôi chưa. Nóng bá cháy luôn. Không có về. Mà không về mẹ mình có hối hoài. Xong về xong về. Nên về luôn. Hôm qua định về mà mưa. Không về được. Hôm nay chỗ làm không mưa á. Nhưng mà lại ở nhà lại mưa. Đúng là trời mưa cũng tục không. Mong mọi người ơi. Mười ăn thôi. Mẹ caramel nó bắt cũng bóc một miếng hơn. Ăn tay mới ngon mọi người ơi. Ngon quá. Nói chung là ở đây hết việc rồi mọi người ơi. Nên đi làm xa xíu. Vì muốn sinh mà phải đi làm chứ. Thì chỗ mình thì dịch thành phố Phan Thiết á, thì nó dịch. Còn chỗ mình rừng núi á, ít dịch lắm. Còn mình đi làm á, cũng trên rừng trên núi không à, không có ở đồng bằng, nên cũng không có dịch, đi lại còn được thoải mái, không có như Sài Gòn với thành phố Phan Thiết. May mắn là được cái chỗ đó, còn đi làm được, còn kiếm tiền được. Chứ không là ở nhà hai mẹ con chắc nhăn răng chết đói luôn. Thấy không vậy nè, chết đói luôn. Em cười mọi người. Em mới em không thấy à. Người chó. Đó, công việc mình làm thì làm móng đầu điện đó. Chung là cũng thích đi làm xa đâu, làm gần gần nhà thôi, tối về ngủ với mẹ. Sự thì không muốn đi làm xa đâu, thì tại mùa sinh mà ở đây thì hết việc, không có việc gì hết à, nên đi làm xa một xíu, trường khó một xíu. Hai chẳng muốn đi từ nhà làm không mọi người, nhưng mà cuộc sống phải đi xa, nói chung xa. Xa thì cũng không xa mấy, tầm 40 cây à. Mà cũng gọi là xa. Đó. Ở Sài Gòn đâu có về được đâu. Kiếm tiền nè. Còn hai mẹ con ăn chứ. Đó, hoặc chơi đâu. Mày mua mấy à. Đó, mà mày hả. Hãy chửi mọi người. Chúng ta không về cũng chửi á. Mưa mà thôi vậy luôn. Mày không về hả? Mày không về hả? Mày biết không? Làm á, từ trong ngủ á tới chỗ làm là nửa tiếng. Xe mấy cày nhỏ lắm, hơi nửa tiếng. Hết giờ là quay về là ăn cơm. Là bữa trưa ăn cơm ngủ được 15-20 phút rồi đi làm. Tầm 5 giờ nghỉ là tới nhà 5 giờ rưỡi rồi. 5 giờ rưỡi lấy đồ đặt đi về 5 giờ 40 rồi. Vậy đây là tối luôn.
dân là biên giới đó. Nó cứ bắt về hoài à, 2-3 ngày ta về một lần, một lần tuần ta về một lần. Thì công việc bên nó sắp hết rồi mấy người. Hình như chắc tầm 7-8 ngày nữa là hết chắc. À, xong á, sắp hết rồi. Đi khách chắc cảm đức ai quá. Chắc làm xong đi xin làm leo trụ điện sơn quá. Leo cao cao á, chỗ theo á. Mẹ mình nói đừng có leo cao. Phải leo chứ. Thích anh là còn cơm con mẹ, cơm trắng thích cơm nè. Mình ăn tiếp đi. Thôi ăn món này mọi người. Mới là bí xào lòng. Cũng ngon lắm. Mình thích ăn bí lắm. Bí thích ăn bí lắm. Thích ăn bí hơn thịt gà luôn á. Gà phải ăn nguyên con rồi nó đã. Hello. 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 Chào các con. Nói chung tội rạm mà tội ăn cũng ngon. Tội ăn quá giờ rồi ăn luôn. Ăn ngon 5-6 món luôn á. Họ làm bao cơm. Giờ đây còn đi mua sinh nữa. Đâu có thời gian đâu mà làm. Bây giờ mình làm 10 mấy ngày á, 16 ngày rưỡi xong lấy lương rồi mà 3 ngày nay thì chưa lấy. Nếu có bạn ủng hộ kênh mình, đăng ký like và đăng ký kênh mình với nha. Thì mình hứa sẽ các bạn là khi nào mình lên Sài Gòn á, mình sẽ quay video là chung mình sẽ đầu tư nhiều hơn. Tại đây mình không có máy, mình để lên Sài Gòn hết rồi mình không có máy làm, mình làm trong điện thoại không à, nên không có video, nó không có chất lượng được. Khi nào mình có lên Sài Gòn hết dịch đi, lên Sài Gòn thì mình sẽ làm đẹp cho mọi người mình xem luôn. Thì chắc bây giờ mình tâm sự dưới đây thôi. Hôm tối cũng xong rồi, giờ có tắt mở tivi cho mẹ mình cặn nhằn nãy giờ rồi. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, nhớ đi đừng có đi chơi bị bã nha. Đeo khẩu trang vô nha, rửa tay sát khuẩn nha mọi người. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ, xin chào tạm biệt.